một phiên giao dịch đầu tuần với một mức giảm điểm khá là sâu. Về kiểm tra lại cái vùng hỗ trợ phía dưới vùng 1210 cho đến vùng 1220. Tiếp tục thị trường ta thanh khoản mất hút và số lượng cổ phiếu tăng và giảm sàn càng ngày càng nhiều hơn nữa. Với một số cái lực bắt đáy giai đoạn từ cuối phiên ở phiên ADC thì chúng ta được giảm bớt một số mã phiếu nằm sàn rồi. Nhưng tổng quan thì chúng ta hiện tại đang khá là yếu. Và chúng ta sẽ đi về đâu? Và góc nhìn cho thị trường cũng như là góc nhìn cho phiên dịch ngày mai sẽ như thế nào? Và hôm nay người đó sẽ nói thêm một chủ đề nữa. Đó là chủ đề trong bài viết người đó mới viết trên cộng đồng người đó chứng khoán như sau. Đó là gấu Mỹ thì hút tiền trong một nền kinh tế, sư tử Hà Đông thì đang bơm dinh dưỡng vào nền kinh tế. Trong khi đó Việt Nam ta sẽ hưởng lợi hay sẽ thiệt hại nhá. Thì trước mắt mọi người có thể tham gia vào cái cộng đồng người đò chứng khoán, ủng hộ người đò bằng một nút tham gia nha mọi người. Ở đây mọi người sẽ được đọc và cũng như là chia sẻ một số góc nhìn của mọi người. Và nếu mà mọi người có chút thời gian, nếu thích video của người đò chứng khoán, nhớ đăng ký kênh nữa nhá. Và những điều nhỏ nhặt này sẽ tạo lực cho người đò rất là nhiều để làm những video sắp tới. Mọi người tham gia bằng cách nhấn vào link cộng đồng ở đây, tham gia link cộng đồng này, hoặc là tham gia vào group bằng cách nhấn vào đây. Thì nói về trường một tí, thì mấy thị trường hiện tại của chúng ta là một thị trường mà về cái mức độ mà giảm điểm thì phải nói là hôm nay giảm điểm phải nói là khá là sâu, sau khi nhiều người đã kỳ vọng chúng ta còn vượt được lên vùng 1250. Nhưng mức giảm điểm này đột nhiên thì chúng ta là quay trở lại với cái nền cũ thị trường rồi đây. Và trước mắt thì chúng ta giao dịch quanh vùng này là cái vùng mà trước mắt chúng ta sẽ thấy, và rất nhiều người vẫn đang kỳ vọng chúng ta còn có thể về kiểm tra những vùng phía dưới nữa. Nếu như về kiểm tra những vùng phía dưới thì đó được coi là một cơ hội rất là lớn cho chúng ta. Chúng ta phải cân nhắc những điểm mua, và nếu chúng ta yếu thì đó những cái điểm mua rất hợp lý khi nó về những vùng là vùng 1100. Nhưng nếu chúng ta khỏe giữ được những vùng nền quanh vùng là vùng 1150 thì đó là một cơ hội rất tốt để chúng ta mua vào những mã phiếu khỏe trong xu hướng sắp tới. Trước mắt thấy là hiện tại thì chúng ta có dấu hiệu là sẽ tạo một đáy ngắn ở đây rồi nhá. Ở điểm tích cực thị trường là như vậy, và một phiên quay trở lại kiểm tra lại một điểm sắp tới nữa có khả năng sẽ tạo ra cái đáy thứ hai. Và khả năng cuối tuần, nếu chúng ta giảm mạnh về đoạn đầu tuần thế này thì khả năng cuối tuần sắp tới sẽ là một cái phim mà chúng ta sẽ có điểm mua, người đó kỳ vọng như vậy nhá. Tức là chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục có những cái phiên đó thì chúng ta tiếp tục quay trở về lại kiểm tra những vùng phía dưới nữa, qua những vùng là vùng dưới vùng 1200, thì khi đó khi mà quay trở lại mạnh mẽ vào giai đoạn cuối tuần và đầu tuần sau thì khi đó một điểm mua mới chúng ta là có khả năng xảy ra. Thì cái lô hàng bắt đáy người đó là chốt gần hết rồi. Tại vì sao? Tại vì là góc độ là nhìn nhận là những mã cổ phiếu chạy trước người đó ưu tiên, đó là những mã phiếu như SI, SHS này, hay là một số mã phiếu như VND, HCM đa phần đều chạm cái vùng kháng cự rất cứng của nó như đường MA10 hoặc là chạm đường MA20 nhá. Thì chính vì thế cái việc mà cho chốt lời là điều rất bình thường của chúng ta mà thôi. Đấy, thì khi chạm những cái vùng này thì chúng ta rất khó để vượt, mà nếu như vượt được nhá phải cần một thời gian quay trở lại kiểm tra liên tục, và quá trình kiểm tra thất bại thì sẽ không giảm nữa. Đó yếu tố tại sao người đó hiện tại vẫn chưa xuất hiện một điểm mua trung hạn là thời điểm bây giờ như vậy. Một số mã phiếu người đó kỳ vọng chạy khỏe hơn, đó là một số mã cổ phiếu như là Shell này, hay Đức này, người đó kỳ vọng nhiều hơn khi nó về kiểm tra những vùng phía trên, kháng cự phía trên nhiều hơn, nhưng cũng khá là yếu sau khi nó bị quay đầu trở lại với thị trường chung bị đạp rất là mạnh. Nhóm ngành khỏe nhất trong ngày hôm nay phải nói đến mã cổ phiếu BVS này, BVD, một số mã phiếu dầu khí BR nữa, nhưng mà phiếu khỏe nhất sau khi nó đang tiềm cận những vùng phía trên và đã lên liên tục chưa dấu hiệu dừng lại với nhóm dầu khí. Thì đó là điều tích cực nhất của thị trường hiện tại như vậy, khi dòng tiền vẫn quanh quẩn ở nhóm này rất là nhiều. Hôm nay có thêm một số mã phiếu như là Vĩnh Hoàng ANV cũng xanh khá tốt, nhưng cú phiên bị bán lại và hầu như đều không vượt lên được vùng kháng cự phía trên và đều chặn những vùng đó vùng 20 và quay đầu mà thôi. Và hôm nay người đó có nhắc nhở khách team, một số khách hàng trong team như sau. Thì hôm nay thì người đó có nhắc nhở là tại cơ hội ít dần, ngồi im và đợi thị trường xác nhận. Tức là nó kỳ vọng thị trường ta hồi tiếp tục sẽ phục được quanh vùng đó là vùng 1280 đến vùng 1300 trong đầu tuần. Nhưng hiện tại cái chart rally của chúng ta thì đang dần dần có dấu hiệu tạo một đáy một rồi, cho nên khả năng sẽ tạo đáy hai điều rất bình thường với MACD. Và các kịch bản hiện tại của chúng ta thì hoàn toàn có những cái phiên thì chúng ta sẽ quay trở về lại test cái vùng 1150 cho đến vùng 1200 đều rất bình thường. Và nếu như về quay trở lại test cái vùng đó và nó không giảm thủng, tức là sóng năm thất bại, nhưng nếu giảm thủng thì đó là cái sóng năm thành công. Cho nên người đầu vẫn đang kỳ vọng một quá trình đánh như vậy để người đầu có
chuẩn bị cho một cái thời gian sắp tới để mua mua thêm. Tại vì là chúng ta nhận đi, một quá trình tạo đáy á, không phải là chỉ là một đáy hai đáy là xong, nó phải cần có một quá trình tích lũy rất là dài nữa để xây xong cái nền của nó nữa. Cho nên mọi người đừng có quá lo lắng là liệu rằng nó tạo một đáy hay không, liệu rằng có đáy lên luôn hay không đó, mà đừng có lo lắng quá những vấn đề đó. Tại vì trước sau nó cũng sẽ tạo những cái vùng, đó là vùng tích lũy, và trong cái vùng tích lũy đó thì sẽ rất nhiều mã phiếu chạy trước thị trường, cũng rất nhiều mã phiếu chạy sau thị trường. Cho nên mọi người cứ bình tĩnh và tập trung quan sát cổ phiếu, tập trung gọi là truy vết cổ phiếu, chọn những mã phiếu khỏe nhất, chọn những mã phiếu định rẻ tốt nhất, định giá rẻ tốt nhất nhá. Đấy thì người đó đã ưu tiên như vậy, thì người đó vẫn đang tập trung vào hai kịch bản của thị trường như sau. Thì dòng tiền thị trường hiện tại vẫn chưa tới đâu cả, và hiện tại thì chắc chắn sẽ không có một phiên nào đó gọi là FTD rồi, phiên bùng nổ theo đà rồi. Tại vì sao? Tại vì là hiện tại chúng thấy là dòng tiền càng ngày càng mất hút, và dòng tiền vẫn đang có những sự lựa chọn muốn mua rẻ thay vì mua giá cao hơn, và như vậy chính vì thế thì cái việc mà tranh giành nhau mua cổ phiếu đẩy lên theo kiểu gọi là bùng nổ theo đà sự rất là khó. Và hiện tại dòng tiền vẫn đang dịch chuyển rất nhiều nhóm ngành để đỡ thị trường nhá. Thì tổng quan cho mọi người như vậy. Thì hiện tại thì chúng ta nhìn chung về một góc độ đó là hiện tại người đó nghĩ nhá, góc độ riêng của người đó, cá nhân người đó này, người đó nhắn này, thì hoàn toàn có một phiên nào đó kiểm tra lại những vùng, nó vùng 1260 cho đến vùng 1280 vào thứ hai cho đến thứ tư, và cũng sẽ có một phiên nào đó thì chúng ta sẽ giảm cho về lại những vùng này phía dưới và tạo một cái doji và tạo một cái cơ hội giảm điểm cho tuần sau, đó là vào thứ năm hoặc thứ sáu trong tuần này, cũng như cái như vậy. Và cái tuần hôm nay sẽ là một tuần bước đệm cho cái tuần tháng 6 của tuần sau rất là nhiều, khi mà ông thấy được là những thông tin xảy ra rất là nhiều, như là FTSE này sẽ công bố danh mục review trong tháng 6 này, hay là VNM sẽ công bố danh mục review trong tháng 6 này, hay là Fed bắt đầu sẽ tăng lãi suất, và cũng như là thông báo về vấn đề đó là cân đối bảng kế toán của nó như thế nào nhá. Đó, và tiếp tục sẽ là ngày đáo hạn. Thì quanh quẩn là chỉ là quanh quẩn trong cái giai đoạn là từ đầu giai đoạn từ nửa đầu tháng cho đến cuối nửa đầu tháng sẽ bớt dần thông tin đi, và giai đoạn cuối nửa đầu tháng sẽ là giai đoạn rất tốt để chúng ta mua và chuẩn bị cho cơn sóng trong quý 2, quý 3 sắp tới nhá. Thì câu chuyện trong ngày hôm nay như vậy, cho nên người đó vẫn chưa có mua bán giá, chỉ đưa một số danh mục ngắm nghía và tập trung quan sát này kia, đánh giá từ cổ phiếu này kia cho mọi người. Thì tổng quan thị trường hay là hiện tại thị trường nhá. Thị trường thì quay trở về lại vùng này, thì người đó đang kỳ vọng với hai cái mức giảm điểm của thị trường như sau. Người đó vẫn đang kỳ vọng trường sẽ quay trở về lại những cái vùng đó, vùng 1150 cho đến vùng 1002, giảm về quanh vùng đó thì trường sẽ tạo một sóng năm thất bại và sẽ tích lũy lại quanh vùng đó. Và nếu thị trường tạo sóng năm thành công á, thì trường sẽ bắt buộc phải giảm thủng luôn cái vùng đó, vùng 1150, và tiến về vùng 1100 nhé mọi người. Đó, góc nhìn của người đó sẽ như vậy. V30 thì hiện tại cũng một mức giảm điểm phải nói là khá là rác. Khi mà nó giảm tương đối về gần như là thủng cái vùng, đó là vùng 1250, nhưng nó có sự rút chân lại. Cho nên là khả năng nếu như đầu phiên ngày mai mà lực bán tiếp tục kéo mạnh hơn nữa, và dòng tiền vẫn không vào đỡ, dòng cung vẫn không chịu vào, dòng tiền cầu không chịu vào, thì khả năng dòng cung cũng sẽ càng ngày càng đẩy mạnh hơn mà thôi. Chính vì thế thì cái việc mà giảm về quanh kiểm tra những cái vùng cũ của cái Fibonacci quanh vùng 120 đều có khả năng xảy ra. Thì trước đó người đó làm cho người một cái video rồi, đó là về cách người ta chốt cổ phiếu này, và cách định giá cổ phiếu như thế nào để người ta chốt một mã cổ phiếu, thì nó có xử lý hết rồi. Cái xử lý cổ phiếu bắt đáy này đều ghi rõ em đấy rồi, và hầu như thì mọi người đều xử lý rất ok, và điểm này đa phần đều lãi từ 10 đến 15% cả, có thể là hơn 20% đều rất bình thường. Thì một số mã phiếu AI này chúng ta bán khi nó chạm những cái vùng đó là vùng EMA10 hoặc là hơn, chúng ta bán là chắc chắn ta sẽ được lãi rất là nhiều. Hôm nay người đó có bán thêm một số mã cổ phiếu nữa như là đất xanh này, khi mà nó bắt đầu chạm những đường EMA10 này đấy, rồi là CKG này đó, khi nó vượt lên đường 20 nhưng không giữ được người đó bán luôn đấy, rồi đất rồi sell vân, rất nhiều mã phiếu như vậy. Cho nên hiện tại người đó đang chuẩn bị cho một cơn sóng mua sắp tới, thay vì người đó đang căng ke là có nên giữ cổ phiếu hay không nhá. Tại vì là chúng ta xác định rồi, cơn sóng này là sóng mua theo kiểu hồi phục sóng 4 nhá mọi người. Thì mọi người biết rồi, event đất chúng ta chạy sóng 4 rồi. Đây, thì đây là 1, 2, 3, 4 đúng không? Và kỳ vọng sóng 5 sắp tới như sau. Đấy, thì chúng ta kỳ vọng như vậy với thị trường. Đây, đây là sóng 4 này. Đó, chúng ta kỳ vọng một sóng 5 sắp tới có thể sẽ là chạm vùng này, hoặc là có thể sẽ thủng luôn vùng này nhá. Đây, thì kỳ vọng như vậy. Thì tổng quan nhà trường bây giờ là chúng ta phải đề cập một số vấn đề, là thị trường sẽ đi như thế nào để có cơ hội tiếp theo.
Và nếu với một số anh chị hiện tại đang giữ cổ phiếu á, thì cũng không nên bán ra. Theo đó cứ tiếp tục giữ và đợi những cái vùng về phía dưới mình mua trung bình giá nhá. Thì nhìn chung mọi người cứ nhìn những số điểm giảm mạnh như vậy thôi, nhưng với tất cả thị trường đều đồng tuần với nhau giảm điểm thì khi đó cùng lắm một cây sàn thì ngay lập tức thì thị trường nó giảm về những vùng này là điều rất bình thường nhá. Và góc độ của người đầu nghĩ là chúng ta vẫn nên tập trung vào vấn đề đó là truy soát cổ phiếu và tìm những mã phiếu tốt về đầu tư. Thì người đó đang gợi ý cho mọi người á, cái những mã cổ phiếu nào á mà nó có cái mức tăng trưởng trung bình qua các quý là từ 20-30% nhá, và nó có một sự ổn định về lợi nhuận của nó và khả năng tăng trưởng nó trong năm sắp tới nữa, thì cố gắng để đầu tư được và tập trung vào những mã phiếu đó, và tập trung vào những mã phiếu được định giá rẻ hơn so với thị trường, dựa vào chỉ số BEG này, BTNE này hay là EPS nhé, vân vân. Thì đó là một số những người đòi như vậy. Thì hiện tại người đòi đang tập trung vào một số mã phiếu người đòi ngắm nghía ở đây như là bất động sản này, chúng ta có như là Lam Long, ARG, PHR, D2D, ASM, TCH, năng lượng thì có như là BCG, GEG, thủy sản thì có Vĩnh Hoàng, ANV, cảng biển thì có VSC và Gemendex, bán lẻ thì có VCS và BNC. Là những mã phiếu mà đang ngắm nghía và kỳ vọng là sẽ được mua tốt trong giai đoạn tới. Thì câu chuyện về cái vấn đề trường như vậy là xong nhá. Thì người đó sẽ đến chủ đề thứ 3, đó là chủ đề về mọi người có coi cái video về cách làm giá cổ phiếu của người đó chưa? Đây một cái podcast người đó làm cho vui vui thôi. Nói chung là cũng không phải quá nhiều kỹ xảo, nhưng mà quan trọng là nói cho mọi người hiểu được là thị trường ta đang như thế nào và góc độ về một số cái câu chuyện của sói già chứng khoán họ nói về cách làm giá cổ phiếu như thế nào nhá. Mọi người xem thử cho một góc độ nhá. Thì mọi người có sẽ thêm được nhiều cái nhận định, nhiều cái quyết định cho ông ta trong thời gian sắp tới đó. Thì hôm nay đó có nói một số vấn đề như sau, đó là về gấu Mỹ là hút tiền vào trong nền kinh tế, và sư tử Hà Đông thì đang gọi là bơm dinh dưỡng vào nền kinh tế, thì Việt Nam sẽ được như thế nào. Thì bài viết thì khá là dài, mọi người thì biểu đọc nhá. Thì người đó chỉ muốn nói một cách ngắn gọn và xúc tích nhất cho mọi người đó là như thế này. Khi mà mọi người đi bị bệnh, ví dụ mọi người bị sốt xít rồi đi, mọi người vào trong bệnh viện thì mọi người sẽ có hai cái xử lý như sau. Một á là bác sĩ có thể sẽ truyền nước cho mọi người đó, thì tức là truyền nước cho mọi người, hoặc là người ta sẽ lấy máu mọi người ra, hút máu mọi người từ từ đấy. Hai cách như vậy, một là mọi người chắc chắn mọi người sẽ đi rồi, một cách là mọi người chắc chắn mọi người sẽ được phục hồi và sống lại. Thì cách ở đây bằng cách gì? Ở đây là ví dụ mọi người đã bị máu độc đi, thì mọi người bác sĩ sẽ hút máu độc mọi người ra. Sau khi hút máu độc xong rồi thì bác sĩ sẽ bơm cho mọi người một số dinh dưỡng nhá. Thì hút máu ở đây ra, hút máu của anh chị ra, thì đó là hiện cho sự gấu Mỹ. Còn nếu như là sư tử Hà Đông đang bơm dinh dưỡng vào đây, tức là tôi nói cái câu chuyện đó là đang truyền nước chúng ta, bơm dinh dưỡng chúng ta, rau củ quả chúng ta ăn vào, vân vân như vậy. Thì câu chuyện thì cần đơn giản vậy thôi. Thì trong hai quá trình này, chúng ta so sánh là có quá trình hút máu nó quyết liệt hơn hay là quá trình đưa vào dinh dưỡng cho mọi người quyết liệt hơn. Thì trong cái bài viết này thì người đó muốn nói đến cho mọi người á, thì là trong quá trình thì cái sự bơm tiền và sự cái sự cân đối lại cái đồng tiền đó là điều kinh khủng hơn rất nhiều so với cái sự mà hiện tại đang bơm tiền và kỳ vọng là cái việc bơm tiền này ảnh hưởng nhá. Thì đó là cái quá trình nhìn nhận là nó khác nhau hoàn toàn. Fed đã bơm tiền rất là nhiều, Trung Quốc cũng bơm tiền rất là nhiều đấy, nhưng cái vấn đề ở đây á là Trung Quốc tiếp tục bơm tiền đấy, và bơm tiền không phải quá nhiều và nó ít hơn rất là nhiều so với năm 2020. Còn Fed hiện tại cần phải hút tiền cân đối với bảng kế toán của Fed. Chúng ta coi nhá, có lần mà 508 cho đến năm 2012 á, quá trình đó chỉ trong vòng hơn nhau một năm thôi, bảo vệ hơn nhau một năm một tí thôi, thì từ con số gần 1 triệu tỷ USD đó, Fed bơm tiền một phát lên 2 triệu tỷ USD. Và thị trường chứng khoán của Mỹ nhá, thị trường chứng khoán của Mỹ này, chúng ta coi này, đây cái đợt mà được đây 2018-19 này phải mất đến tận đến năm 2013 đó, tức là từ năm 2018 đến năm 2013 là vỏn vẹn quanh quẩn là từ 5 năm, đúng không, 5 năm để thể ổn định lại được với nền kinh tế và sau đó mới thể tăng trưởng được đấy. Và chúng ta đặt một hỏi lớn là hiện tại khi mà Fed cũng đang bơm tiền từ năm 2020, bơm tiền từ con số 4 triệu tỷ USD, bơm một phát lên 9 triệu tỷ USD nha, chỉ trong vòng vỏn vẹn gần 2 năm thôi
đấy. Và liệu rằng cái quá trình giảm điểm thế này có còn đang là nhẹ hay không, hay là sẽ giảm về đâu và còn giảm được nữa hay không với một quá trình bơm tiền kinh khủng như vậy, và liệu rằng cái sự hút tiền bằng bản đối kế toán có mạnh mẽ hay không với tháng 6 sắp tới. Hùng nhìn nhận đi, chỉ bởi vì một số việc tăng lãi suất vỏn vẹn 0.25, 0.5 mà thôi thì đã làm cho chúng ta gọi là sao xuyến lão đảo rất là nhiều rồi nha. Và quá trình tăng lãi suất như vậy, hút tiền gọi là hút tiền như là chúng ta đi vào một tổ kiến, nó bắt một kiến nào vậy, hút tiền như vậy đó, không ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà nếu chúng ta cân đối bằng kế toán này, hay là chúng ta hút tiền cực mạnh này, thì khi đó chúng ta mới thấy là nó ảnh hưởng rất là nhiều nha. Cái tỷ giá đồng USD cũng được đẩy lên rất là nhiều. Và trong bài viết này nó đưa rất nhiều giả thuyết cho mọi người, nào là giả thuyết đến từ Trung Quốc, nào là giả thuyết đến từ Fed, của rất nhiều những chuyên gia được đặt ra để coi là góc nhìn về giả thuyết nào đúng, thì mọi người đọc thử trong cái bài viết này nha. Nào là Trung Quốc kỳ vọng là cái đồng nhân dân tệ của Trung Quốc sẽ được một mức giá tốt hơn, được một cái định giá tốt hơn và giá trị nó cao hơn so với đồng USD, và là kỳ vọng như vậy và đang có một số thuyết âm mưu như vậy. Đấy thì giống như câu chuyện của Nga ngố thôi, khi mà chỉ bán dầu khí bằng cái đồng rút thôi, đó chẳng hạn như vậy. Ngoài vì thuyết mưu như vậy thì còn sẽ một số cái thuyết mưu khác nữa liên quan tới Fed. Khi mà lại là câu chuyện quay trở lại giống như là nhiều người đã nghe trước đó, nhiều người khác đã nghe trước đó, giống như là câu chuyện về xén lông cừu, đúng không? Xén lông cừu thì người nghe câu chuyện này rất là nhiều rồi. Thì câu chuyện xén lông cừu này được Fed khả năng được lặp lại trong năm nay. Đấy thì rất nhiều người thuyết mưu như vậy, thì người hãy tìm hiểu thử là liệu là cái nào đúng cái nào sai. Nhưng mà góc độ của người đầu á thì họ thấy được là hiện tại thì Fed hay nói khác là Mỹ hay là EU á sẽ động lên nền kinh tế Việt Nam rất là nhiều, cũng như tác động lên nền kinh tế của thế giới rất là nhiều, thay vì cái việc mà Trung Quốc bơm tiền này kia nhá. Nhìn chung một góc độ, Trung Quốc bơm tiền chỉ là giúp đỡ cho đất nước của Trung Quốc nó trở về lại nền kinh tế sau khi thoát khỏi Zero Covid vào tháng 6 sắp tới mà thôi. Và sau khi mở cửa nền kinh tế thì khi đó nó cần phải gọi là hoạt động full công suất, mục đích là gì? Để tăng chỉ số GDP nó đạt, có thể tìm cận quanh mốc 5.5% theo những cái gọi là cái dự đoán và cái đề ra của nó trong cuối năm vừa rồi. Đấy thì như vậy, còn Fed thì khi đã gọi là thực hiện mạnh tay rồi về một số chính sách về cân đối và kế toán rồi đó, là khi đó người tưởng tượng đi nhá, thì nó sẽ hút tiền một cách tàn bạo như thế nào. Chính như những cái đường này chúng ta coi này, đây quá trình hút tiền tàn bạo này từ 508 đến 509 này, là khi đó là thị trường Dow Jones nó giảm điên cuồng thế nào, 208 219 này giảm điên cuồng thế nào đấy. Và cho đến những cái đợt đó là đợt 515-16 này, khi đó mà Fed tiếp tục một số chính sách hút tiền này, coi này 15-16 này tiếp tục là hút tiền này, rồi cho đến 519 này là một cái đợt mà bắt đầu có một sự rục rịch liên quan tới vấn đề về không ổn về tiền tệ rồi, bắt đầu là rục rịch rồi. Và sau đó một cái dịch Covid xảy ra nữa, khi đó thì thị trường ta lao đảo giảm cực kỳ mạnh luôn đấy. Thì có một số góc nhìn như vậy kết hợp với thị trường, tôi thấy là chắc chắn là khả năng sắp tới không phải chỉ thể giảm quanh mức này, họ sẽ tạo đáy quanh mức này. Mọi người đồng nghĩ là co có thể kéo dài, có thể sẽ đi sideways down, hoặc là có thể sẽ giảm mạnh luôn, nhưng mà người đồng nghĩ là sẽ không dừng lại ở đây đâu nhé mọi người. Thì đó góc nhìn riêng của người đồng như vậy. Thì hiện tại người đồng cũng đang thi một cuộc thi, chính vì thế thì rất mong mọi người, nếu mọi người bỏ chút thời gian vào trong cái bài viết của cộng đồng người đồng chứng khoán này, nhấn nút thích video nhé mọi người, nhấn thích video, buổi chia sẻ bài viết thì nó rất là tuyệt vời luôn, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì xin chào mọi người và hẹn mọi người ở cái video tiếp theo nhé. Và chúc mọi người buổi chiều vui vẻ, hạnh phúc gia đình. Và quên, người đó đang có một cái khóa học, mọi người tham gia khóa học thì liên hệ người đó nhé. Hiện tại khóa học học phí là 8 triệu, nhưng hiện tại thì người đó đang giảm giá rất là nhiều cho một số anh chị. Thì người đó đang giảm giá như sau, đó là người đó giảm giá là nếu như anh chị nào có tên là đâu ta? Đâu, nếu như anh chị nào có tên nếu như anh chị nào mà có tên như là tên liên quan tới cái vấn đề mà hai cầu thủ khi bàn hôm qua, đó là Tài và Dũng á, thì sẽ được giảm giá chỉ còn có 2 triệu mà thôi nhá. Và sẽ được trải nghiệm room VIP tận 3 tháng thay vì 1 tháng. Và hiện tại học phí chỉ còn giảm giá chỉ còn có 4 triệu cho những khách hàng hiện tại đang trong team người đò quản lý nhá. Trong team người đò quản lý thì học phí sẽ được giảm 4 triệu, giảm tận 50%. Và nếu anh chị nào tham gia khóa học này trong cái thời điểm mà trước ngày 10 tháng 6 thì sẽ được giảm giá chỉ còn có 5 triệu mà thôi, giảm 40% nhá. Thì khi anh chị đóng học phí, anh chị tham gia room VIP ngay tức luôn. Và khi anh chị tham gia room VIP ngay tức thì anh chị sẽ được nhận khuyến nghị của người đò, hỗ trợ của người đò. Và
trong quá trình đó thì mọi người sẽ được người đó hướng dẫn thêm một cái khóa nữa. Ngoài cái 10 cái buổi học hôm nay thì nó sẽ dẫn cho thêm mọi người một cái buổi học nữa, buổi học về vĩ mô, cũng như là buổi học cho người phân tích theo cái chén thánh của BG nữa. Đó là một cái rất là hay về định giá cổ phiếu nhá. Đấy thì người nào sẽ hỗ trợ mọi người về cái này nữa cho mọi người nhá. Thì mọi người tham gia khóa học đây mọi người sẽ được hưởng lợi rất là nhiều đấy. Thì chúng ta học 100% trên Zoom, trên online, học 100% trên online, cho nên mọi người hoàn toàn để coi lại video liên tục và có thắc mắc gì mọi người hỏi người đò nhá. Và thường thường thì những người tham gia khóa học người đò sẽ được học lại buổi học tiếp theo, buổi học của một khóa học tiếp theo. Ví dụ là người đò sẽ mở khóa học K7 đi, thì những người học K6 sẽ được học lại lần nữa và miễn phí hoàn toàn nhá. Thì tổng quan như vậy, và xin chào mọi người nhé, và hẹn mọi người ở cái video tiếp theo. Xin chào mọi người.